3D dựng lên, tức là thi công xong mà nhìn bóc máy ra thì chúng ta sẽ thấy ngay cái nội thất bên trong nhà này. Tất cả các kích thước này được thể hiện đều đúng tỷ lệ, do đó rằng là chúng ta sẽ thấy rất rõ. Thì căn cứ vào đây, thợ chắc chắn tin tưởng tuyệt đối, Đức Trung tin tưởng tuyệt đối rồi. Thợ thi công nhìn vào thi công rất dễ luôn. Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Kiến trúc Phong Thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng với các cô chú anh chị chúng ta cùng xem review cũng như là chúng ta cùng tham khảo một cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên khi mà trả các cô chú anh chị sẽ là bao gồm các hạng mục gì và chi tiết trong cái bộ hồ sơ này như thế nào để chúng ta đánh giá được cái việc là tầm quan trọng của cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy trong cái việc quá trình chúng ta động thổ, chúng ta làm nhà, đúng không ạ? Dù thế nào chăng nữa, cái nhà là một trong những cái cơ ngơi quan trọng, là một trong những cái sự đầu tư vô cùng là tốn kém cũng như tâm huyết cả đời của mỗi gia chủ, đúng không ạ? Do đó rằng là với việc chúng ta xác định, chúng ta bỏ một khoản chi phí ra để chúng ta đầu tư cho cái việc chúng ta tư vấn về cái yếu tố về kiến trúc cũng như về yếu tố phong thủy cho ngôi nhà, đó là việc chúng ta nên làm, để tránh cái việc là chúng ta làm cái nhà rồi mà nhỡ may nó sai sửa, mà nhỡ may mà nó không có được như ý muốn thì lúc đấy chúng ta quay lại chúng ta giá như chúng ta tiếc thì nó rất là không đáng, đúng không ạ? Và một trong những cái bộ hồ sơ để mà chúng ta thực hiện cái yếu tố thi công cho một cái ngôi nhà dựng lên một cái cơ ngơi của mình, đúng không ạ? Thì quan trọng nhất trong đó là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy. Và với bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên thì chúng ta sẽ bao gồm những cái hạng mục gì, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng đi với các cô chú chị để cùng tham khảo qua một cái bộ hồ sơ phong thủy mà trong thời gian này Phong Thủy Thái Nguyên có tư vấn cho một gia chủ ở Vĩnh Phúc nha. Và tiết lộ với các cô chú chị đã từng sử dụng dịch vụ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên thì với cái bộ hồ sơ lần này thì Phong Thủy Thái Nguyên đã nâng cấp lên rất nhiều những cái yếu tố mới để giúp cho yếu tố trải nghiệm của các cô chú chị với cái bộ hồ sơ phong thủy nó trở nên trọn vẹn hơn và đầy đủ những thông tin hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào cái bộ hồ sơ này. Với cái trang bìa đầu tiên, chúng ta luôn thấy một cái hình ảnh quen thuộc, đó là hình ảnh chiếc la kinh Ngọc Phúc Đường mà Phong Thủy Thái Nguyên thiết kế, đúng không ạ? Với chiếc logo của Phong Thủy Thái Nguyên ở đây, cũng như là phần thông tin của đơn vị, cũng như là phần tên của bộ hồ sơ. Hồ sơ này gọi là hồ sơ tư vấn phong thủy với cái vai trò trách nhiệm của công ty Phong Thủy Thái Nguyên cũng như là dưới cái tất cả những cái kiến thức mà Hiệp hội Phong Thủy Di học Thế giới phân hội tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Hỷ Nguyên, chủ tịch hiệp hội có hướng dẫn, thì ngày hôm nay cái bộ hồ sơ này thì cũng chính là một trong những sự tự hào của thầy Tam Nguyên cũng như là sư phụ của thầy Tam Nguyên, tức là thầy Hỷ Nguyên, chủ tịch Hiệp hội Phong Thủy Di học Thế giới tại Việt Nam, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi vào các trang tiếp theo. Sang cái trang tiếp theo đó là trang cái phần thông tin từ cái phần thông tin của gia chủ, đúng không ạ? Hồ sơ tư vấn phong thủy của anh chị nào, đúng không ạ? Các cô chú chị chúng ta chú ý ở đây có phần mã hồ sơ. Với cái phần mã hồ sơ này, Phong Thủy Thái Nguyên lưu lại và được lưu trên cái server lưu hồ sơ của Phong Thủy Thái Nguyên rất là lâu, ít nhất là trong vòng 10 năm, để trong cái quá trình mà khi bàn giao đến các cô chú chị rồi mà các cô chú chị vài năm sau muốn tu sửa lại ngôi nhà hay muốn thay đổi gì hạng mục trong nhà chẳng hạn, các cô chú chị liên hệ lại Phong Thủy Thái Nguyên thì đều được Phong Thủy Thái Nguyên hướng dẫn cũng như là mở lại hồ sơ để tư vấn một cách rất là đầy đủ và chi tiết, giống như việc chúng ta đi khám bệnh và có bệnh án lưu lại ở bệnh viện ạ, thì nó rất là cụ thể chi tiết như thế. Rồi trang tiếp theo, đây là cái trang mà khẳng định lại cái quan điểm của Phong Thủy Tam Hợp Phái Chính Tông, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là ngoài cái việc thông tin của đơn vị, thông tin của gia chủ ở đây, đúng không ạ, thể hiện số trang ở đây, thì cái phần thể hiện cái quan điểm rất rõ của Tam Hợp Phái thì được thể hiện ở cái trang này. Đấy. Rồi, trang bắt đầu đi vào chi tiết phần hồ sơ này. Cái hạng mục đầu tiên, tức là hạng mục số 1, đó là hạng mục liên quan đến phân tích về yếu tố đại cục. Phân tích về yếu tố đại cục đây, chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái mặt rất là lớn, đó là cái mặt hình ảnh của chụp vệ tinh, đúng không ạ? Với hình ảnh chụp vệ tinh này và được đặt lên trên đấy là cái thiết lập cực. Với hình ảnh chụp vệ tinh này thì chúng ta sẽ có thể nắm được cái yếu tố là ngôi nhà của chúng ta, cái thửa đất của chúng ta đang nằm ở vị trí nào so với tổng quan của đại cục, đúng không ạ? Để chúng ta nhìn thấy đường mạch thủy rồi là núi non sơn cước, các cái yếu tố khí mạch nó đến như thế nào và được diễn giải ở phần thông tin hồ sơ dưới này, đúng không ạ? Hướng độ là hướng 227 độ tây nam, hướng mạch là hướng càn, đúng không ạ? Nội thủy là thuận thủy, quy hoạch là dạng nhà ở gia đình, tọa độ GPS cũng được thể hiện rất rõ đây. Đây là thông tin các thành viên trong gia đình. Ngoài ra cái việc phân tích giá trị nó nằm ở đây, phần thông tin kiến thức giá trị nằm ở đây, tức là căn cứ vào năm sinh các thành viên trong gia đình, chúng ta sẽ phân tích được yếu tố ngôi nhà này nó có hợp lòng với các thành viên gia đình hay không, đúng không ạ? Rồi là các cái việc lưu tâm lưu ý khi mà xét các yếu tố thần sát, đúng không ạ? Căn nhà này lập hướng tây nam, tọa cấn hướng khôn,
cụ thể là tọa cấn hướng khôn, vận khí hướng tây nam, vượng trong cái vận 8, tức là từ năm 2004 cho đến 2024, và tiếp theo sang cái vận 9, tức là 10 năm tiếp theo từ năm 2024 cho đến 2044 đều là những cái thời điểm rất là vượng để mà đối với cái hướng nhà tây nam này, đúng không ạ? Và năm 2020 thì khởi công động thổ thì hoàn toàn hợp lý và vượng long. Đại cục thì cũng không phạm sát khí. Cái việc đại cục không phạm sát khí nó nằm ở cái bước đó là thầy Tam Nguyên hoặc chuyên viên tư vấn của phong thủy Tam Nguyên về và khảo sát tổng cục cái đại cục của cái thửa đất cô chú anh chị và đánh giá rằng nó có bị phạm sát hay không. Nếu phạm sát thì có lẽ chúng ta cũng không có xây dựng được đâu. Còn nếu mà không phạm sát mà vận khí thì lại vượng, mà trái đất này thì lại hợp long với các thành viên trong gia đình, tức là đảm bảo ba tiêu chí đó là đắc long, đắc thủy và đắc vận, thì việc xây dựng cái cơ ngơi ngôi dương cơ ở trên cái trái đất đấy thì rất là tốt. Và đây là đại cục thì không bị phạm sát. Tiếp theo nữa rằng là cái yếu tố luận giải liên quan đến cái việc là long sinh bát sát ở đây, đúng không ạ? Ngôi nhà này là hướng tây nam và tọa đông bắc, do đó rằng là chúng ta phải chú ý rằng là nếu như khi mà cái phương đông bắc ở trong cái phương đông bắc ở trong cái trạch đất này, tức là phía phần tọa của ngôi nhà, đúng không ạ? Bởi vì nó hướng tây nam tọa đông bắc, và cái phần tọa tức là cụ thể là từ 60 độ cho đến 75 độ đấy, là cái phương dần, đúng không ạ? Nếu mà cái phương này mà nó có cái yếu tố là nhà cao hố sâu, hay là hàng xóm động thổ công trình, hay là có công trình VKC đặt tại cái phương này, thì gia chủ cần phải lưu ý là năm đấy không nên đầu tư, cũng như là đi lại mọi thứ được cẩn thận. Bởi cái việc này rằng là nó phạm vào yếu tố long sinh bát sát, cái việc này rất là nguy hiểm, mà trong tam hợp phái có nhắc đến rất là nhiều những yếu tố sát này, đúng không ạ? Rồi là các cái yếu tố khác, ví dụ như là phương nam hoặc là phương tây, đúng không ạ? Mà có những cái yếu tố về phạm sát như vậy thì chúng ta cần phải chú ý cái việc này, xét cả yếu tố về hoàng tiền sát và long sinh bát sát, là một trong những kiến thức phong thủy rất là quan trọng đối với cái yếu tố xét về cái phong thủy lý khí và loan đầu, chứ không phải là xét theo ngũ quỷ diên liên thiên y phục vị gì đâu, các cô chú chị không có lo nha. Tiếp theo là những cái quan điểm liên quan đến hướng nhà, tọa, hướng, phương vị như nào, những cái khái niệm này rất rõ để chúng ta có thể hiểu được trong cái việc diễn giải hồ sơ thì nó sẽ xoay quanh như thế nào, đúng không ạ? Hướng nhà là như thế nào, tọa là như thế nào, phương vị là gì, đúng không ạ? Rồi là thanh long bạch hổ trực tiếp huyền vũ, chúng ta hiểu những khái niệm này trong phong thủy một cách cơ bản nhất để chúng ta có thể hiểu được cái phần nội dung trong bộ hồ sơ. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ, hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp gọi là bồi hoàn, để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta sang tiếp trang tiếp theo, kẹo mục tiếp theo, đó là trang về mặt bằng lập hướng. Mặt bằng lập hướng ở đây đó là thể hiện cái mặt bằng công năng của cái ngôi nhà, và được đặt la kinh hai thứ sơn hướng vào để chúng ta nắm được cái tọa hướng ngôi nhà như thế nào, đúng không ạ? Đây là phần tọa và đây là phần hướng ngôi nhà. Chúng ta có thể thấy ngay rằng là xác định tâm của cái ngôi nhà ở đây, và nếu như kẻ một cái đường chỉ thẳng về phía trước thì nó sẽ cắt qua cái độ số ngôi nhà, đúng không ạ? Mà độ số ngôi nhà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là 227 độ tây nam, thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái chiếc la kinh này được đặt ở cái độ số 227 độ tây nam. Bước từ mặt bước ra khỏi cửa nhà, mặt mình nhìn thẳng ở đâu thì đấy chính là hướng, thì hướng ngôi nhà này là 227 độ tây nam, đúng không ạ? Cụ thể là tọa cấn hướng khôn. Căn cứ vào năm sinh các thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Đặc biệt là trạch chủ là sinh năm 1966 bính ngọ, đúng không ạ? Là anh Yên, thì chúng ta có thể căn cứ theo định long tam hợp phái và phần luận giải sẽ ở đây. Căn nhà lập hướng tây nam phù hợp với tuổi trạch chủ bính ngọ, đúng không ạ? Gia chủ cư trú trên trạch đất này thì vững long, vượng khí và phát triển bền vững. Cái việc quan điểm liên quan đến tuổi hợp hướng thì phong thủy Tam Nguyên cũng đã chia sẻ rất nhiều xoay quanh một số những cái video mà phong thủy Tam Nguyên đã chia sẻ trước đó, thì các cô chú chị cũng có thể là tìm trên YouTube cái video mà thầy Tam Nguyên chia sẻ về quan điểm hướng nhà được xuất hiện ở trên cái phần video này. Các cô chú chị vui lòng là lên YouTube và tìm kiếm theo cái video này nha. Tuổi bính ngọ cũng có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông nam để làm nơi kinh doanh hoặc cư ngụ thì cũng sẽ phát triển rất là tốt. Do đó rằng các cô chú chị cũng có thể thấy ngay rằng là với quan điểm phong thủy Tam Nguyên nó không có nhiều hướng hợp theo cái trường phái bát trạch minh cảnh đâu ạ, không có cái mấy cái hướng là thiên y rồi diên niên rồi phục vị rồi sinh khí gì đâu nhé, cũng không có hướng nào gọi là hướng họa hại tuyệt mệnh ngũ quỷ lục sát gì cả. Do đó rằng là chúng ta không có phải lo về cái việc hướng hợp tuổi thì không hợp tuổi, đúng không ạ? Với phong thủy Tam Nguyên chỉ có hai quan điểm, một là hợp, hai là không hợp. Mà không hợp thì không có nghĩa là xấu, bởi xấu hay đẹp hay không nó nằm ở yếu tố về cách cục tổng thể của đại cục phong thủy và cái bố trí bên trong nhà như thế nào, chứ không phải là theo mấy cái quan điểm lý thuyết về hướng hợp tuổi, xấu tuổi này kia các thứ, nó không phải như vậy. Rồi, tuổi Bính Tý tức là tuổi
của trưởng nam, đúng không ạ? Trong ngôi nhà này ngoài anh Yên là gia chủ thì còn có một trưởng nam sinh năm 96 Bính Tý, tức là đinh ạ, thành phần đinh ở trong nhà. Thì tuổi Bính Tý cũng có thể lựa chọn cái trạch đất là hướng tây hoặc hướng nam làm nơi cư ngụ, thì sẽ vững chân long và phát triển rất tốt. Do đó tuổi Bính Tý này hoàn toàn nên lựa chọn cái trạch đất hướng tây và hướng nam. Hướng tây thì bao gồm là canh dậu tân, tức là hướng tây đây này, cả một giải độ hướng tây đây này. Hướng nam thì bao gồm là bính ngọ đinh. Đấy, thì cả cái giải độ hướng nam này này. Đấy, bao gồm ba sớm hướng bính ngọ đinh. Do đó là không nhất thiết là cứ phải vào chính nam hay vào chính tây đâu. Đấy, do đó chọn được cái vào hướng nam bao gồm bính ngọ đinh hoặc là canh dậu tân này là ok rồi. Còn quan trọng cái việc nó có được đẹp phong thủy không thì phải khảo sát nữa nha. Đấy, trạch đất thì cần trấn trạch cũng như là bồi hoàn, xem các cái ngày để thực hiện các bước trong hồ sơ, đúng không ạ? Để thực hiện các nghi lễ một cách đầy đủ, sức khỏe hành thông và kinh doanh được thuận lợi, được lợi lạc, đúng không ạ? Được khuyên rất là rõ trong bộ hồ sơ này, trong cái phần này. Tiếp theo sang phần tiếp theo, đó là phần nguyên tắc về cái họa tiết cũng như là màu sắc của nội ngoại thất, đúng không ạ? Cái trang này là trang thể hiện về ngoại thất, được thể hiện phần họa tiết trang trí này, màu sắc ngoại thất như thế nào, đường phào chỉ như thế nào, đúng không ạ? Các cái phần liên quan đến cái cách lát gạch, đúng không ạ? Ở đây là lát gạch vuông hoặc lát gạch chéo 45 độ, đúng không ạ? Màu đỏ nha. Và các cái gợi ý liên quan đến các loại cây mà chúng ta sử dụng ở phần ngoại thất, tức là đặt ở trong bên ngoài, đúng không ạ? Ví dụ cây đào, lan ý này, hoặc là trúc quân tử này, đúng không ạ? Hoặc là cây xanh này, hoặc là loại tiểu hồng môn, đúng không ạ? Được thể hiện rất rõ ở cái phần họa tiết trang trí này, rất là đẹp, rất là khoa học, đúng không ạ? Rồi, phần họa tiết trang trí cũng được thể hiện rất rõ là họa ngoại thất, lan can, ban công, họa tiết trang trí sử dụng màu gì, đúng không ạ? Thuộc hành gì, đúng không ạ? Có cái hình khối như thế nào, hình dích sắc, hình sao, hình vuông, đúng không ạ? Màu sơn cho mặt tiền thì dùng màu sơn theo cái ngũ hành gì, đúng không ạ? Lát gạch thì lát gạch theo nỗi ngũ hành gì, và lát gạch theo cách chéo hay là vuông hay là như thế nào, sử dụng loại cây xanh như thế nào, đúng không ạ? Đó, được thể hiện rất rõ đây. Về cái việc lưu ý một chút về cái với các cô chú chị về cái màu sơn của nội ngoại thất. Màu sơn nội ngoại thất thì nó không phải theo kiểu là tôi mệnh này, tôi mệnh kia, trên màu sơn trong nhà tôi phải mệnh này mệnh kia. Thế thì há trong nhà có dăm ba người thì ba người này cãi nhau để được cái màu sơn, đúng không ạ? Tức là ông trạch chủ thì lại tôi mệnh thủy tôi phải sơn màu này, thì bà vợ tôi mệnh thổ, bà vợ tôi lại muốn sơn màu này, thì hai vợ chồng cãi nhau về cái màu sơn. Nó không phải như thế. Cái việc màu sơn cho ngoại thất của ngôi nhà, tức là họa tiết và mặt tiền, thì lại sơn theo cái tọa hướng của ngôi nhà nhé. Thì phần này thì các cô chú chị cũng thể xem lại cái video liên quan đến khóa học xây dựng ekip ở cái phần ứng dụng âm dương ngũ hành mà thầy Tâm Nguyên đã chia sẻ, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần bài giảng của thầy liên quan đến cái việc đó là cái họa tiết màu sơn được sử dụng như thế nào với việc chúng ta bổ khí cho ngôi nhà. Bởi ngôi nhà nó một thực thể, đúng không ạ? Chúng ta căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà, căn cứ theo ngũ hành của hậu thiên bát quái để chúng ta quyết định đến cái màu sơn của mặt tiền và trong ngôi nhà ra làm sao nhé. Các cô chú chị vui lòng xem lại cái video liên quan đến việc đó là xây dựng ekip và ứng dụng cái yếu tố về ngũ hành. Sang phần tiếp theo, đó là phần nội thất và phần màu sắc của bếp, cũng được thể hiện rất rõ liên quan đến họa tiết trang trí, màu sơn nội thất như thế nào, đúng không ạ? Phần bên trong nội thất thì lát gạch ra làm sao, và cái phần kính bếp thì sử dụng cái phần kính bếp màu gì, được thể hiện rất là rõ ràng trong bộ hồ sơ này và được in màu rất là đẹp nha. Và các loại cây sử dụng trong nhà chúng ta sử dụng loại cây gì, đúng không ạ? Bên ngoài chúng ta đã có cây rồi, thì bên trong nếu các gia chủ muốn sử dụng các loại cây phong thủy thì chúng ta sẽ dùng cây gì, đúng không ạ? Ví dụ ở đây có cây kim tiền này, đúng không ạ? Cây trầu bà này, cây lan ý thủy canh này, đúng không ạ? Rồi các loại cây khác, cây lưỡi hổ, rồi là một số các loại cây khác thì đều mang yếu tố sinh khí trong ngôi nhà rất là tốt, tức mang lại yếu tố về oxy cũng như vượng khí trong ngôi nhà, đúng không ạ? Đó, thì cũng căn cứ theo yếu tố tọa hướng của ngôi nhà mà chúng ta suy ra được cái màu sơn ở trong nhà thôi nhé. Còn lại thì các cô chú chị thắc mắc là bây giờ là tôi muốn sơn cái phòng ngủ nhà tôi, của tôi thì tôi sơn màu gì, đúng không ạ? Con tôi là sinh ngày tháng năm sinh như thế này, giờ sinh như này thì sơn màu gì, đúng không ạ? Thì lại căn cứ vào theo màu sắc của hỷ dụng thần nhé. Căn cứ theo ngũ hành màu sắc của hỷ dụng thần thì chúng ta quyết định màu sơn trong phòng ngủ. Rồi, chứ còn đâu là sơn cho cái nhà nội ngoại thất thì sơn cho cái nhà, cho nên phải căn cứ theo yếu tố tọa hướng của ngôi nhà. Các cô chú chị vui lòng xem lại cái video về ứng dụng cái ngũ hành trong cái khoa học xây dựng ekip nhé. Sang đến hạng mục tiếp theo, đó hạng mục kích thước cổng cửa theo lỗ ban thông thủy nha. Ở đây rằng là chúng ta có thể thấy rằng là được lưu tâm rất rõ về một số cái phần gợi ý về cái dạng cửa. Cái phần dạng cửa này chúng ta chỉ mang tính chất là gợi ý thôi, còn đâu tùy vào cái thẩm mỹ của các cô chú chị cũng như là cái sự tư vấn của bên đội ngũ thợ mộc thì chúng ta sẽ có các cái kiểu cửa khác nhau, đúng không ạ? Cửa gỗ hoặc là cửa nhôm hệ thì chúng ta đều có các loại cửa khác nhau, nhưng quan trọng là cái kích thước thông thủy, tức là kích thước lọt sáng lọt khí của cái cửa đấy, thì nó căn cứ theo cái bảng kích thước như thế này, đúng không ạ? Chúng ta thấy diễn giải rất rõ này, bảng này để lựa chọn kích thước cửa phù hợp với tính cả chiều rộng và chiều cao của cửa nha. Gia chủ hoặc kiến trúc sư lựa chọn kích thước cửa phù hợp với công năng kiến trúc của gia đình mình. Và kích thước này thì sử dụng theo kích thước thông thủy, tức là sử dụng theo thước lỗ ban 52.2 theo cái lọt sáng và lọt khí của cửa, đúng không ạ? Là một thêm một cái phần
khuyến mãi thêm với các cô chú chị đó. Hiện tại cái ứng dụng Thước Lỗ Ban hoàn toàn được miễn phí ở trên cả hai cái ứng dụng, đó là trên hệ điều hành Android cũng như trên hệ điều hành iOS của iPhone thì đều được miễn phí hết rồi. Thì các cô chú chị vui lòng chúng ta lên trên kho ứng dụng CS Play hoặc là App Store, chúng ta tiến hành là tải ứng dụng mới về để mà chúng ta tra nó được dễ hơn. Thì ở đây rằng là Phong Thủy Tâm Nguyên đã tiến hành là tra trước và đưa ra một cái bảng gợi ý các cái phần kích thước rồi, thì căn cứ vào đây để thợ thi công họ tiến hành là đo đạc cũng như là đưa cái phần kích thước sao cho là hợp lý nhất với lại cái kiến trúc của ngôi nhà cô chú chị, cũng như chiều cao và chiều rộng của cửa chúng ta đều sử dụng theo bảng này hết nha. Tiếp theo là cái phần gợi ý số bậc cầu thang, đúng không ạ? Số bậc cầu thang ở đây Phong Thủy Tâm Nguyên đưa ra cái số bậc cầu thang là số lẻ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23 hoặc là 25, đúng không ạ? Chúng ta cũng kiêng con số 13 bởi con số 13 thực tế nó không có đẹp, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng các bậc số lẻ ở đây theo bậc tam cấp hoặc là năm bậc, đúng không ạ? Chiều cao của ngôi nhà thì tùy theo chiều cao ngôi nhà chúng ta lựa chọn là 19, 21 hoặc 23 hoặc 25 bậc, đúng không ạ? Tùy theo chiều cao ngôi nhà nha, chứ không phải các cô chú chị lại lấy cái khái niệm là đếm là sinh lão bệnh tử rồi vào cái số lão rồi số bệnh rồi số tử rồi là thấy hãi quá. Cái việc đấy nó không phải. Trong phong thủy chúng ta chỉ dựng số âm và dương, tức là số chẵn và số lẻ. Với số lẻ tức là cái số nó mang yếu tố là nó sinh, tức là nó sinh sôi sinh trưởng thêm nữa, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng ngôi nhà thì chúng ta mong muốn nó phát triển sinh sôi thêm mà, chứ không phải nó chỉ cố định ở một chỗ một cái mức như thế. Tức là chúng ta mong muốn cái sự phát triển hơn nữa về yếu tố tài lộc, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng số lẻ nha. Rồi, cái phần này cũng được chia sẻ, thầy chia sẻ rất rõ trong khóa học xây dựng ekip rồi, thì chúng ta có thể tiến hành học lại. Rồi, cái hạng mục tiếp theo đó hạng mục liên quan đến phương án động thổ. Phương án động thổ thì cũng được thể hiện rất rõ ở trong cái phần trang thể hiện phương án động thổ này, đúng không ạ? Đây là cái mặt bằng công năng của ngôi nhà cô chú chị và được thể hiện rất rõ vị trí 1, 2, 3 là cái vị trí động thổ theo tam cắt lục tú, cái vị trí động thổ vượng trong ngôi nhà, đây là tính từ tâm, đúng không ạ? Thì căn cứ vào cái mặt bằng công năng định vị thì thể hiện ra cái vị trí động thổ từ 1 đến 3 theo thứ tự, tức là đông nam, đông bắc này, đông nam và tây nhé. Lựa chọn tuổi nào để động thổ thì cũng được gợi ý luôn trong cái bảng này, đúng không ạ? Đó, thì được thể hiện rất rõ cho các cô chú chị cùng đọc kỹ để mà nắm được cái phương án động thổ cho ngôi nhà của mình khi nhận được hồ sơ phong thủy nhé. Đây là phương án áp dụng cho cái nhà này chứ không phải áp dụng cho tất cả ngôi nhà, do đó cô chú chị không thể nào lấy ví dụ thấy là mình cũng sinh năm 66 giống tuổi gia chủ này thì cũng lại quay ra là lấy đúng theo cái phương án này, thì nó không có phải. Nó phải căn cứ rất nhiều các thông tin mà dựa vào phong thủy chính tông tam hợp phái cao cấp để mà luận giải như ra được. Trang tiếp theo liên quan đến phương án chấn trạch. Phương án chấn trạch đó là cái việc chúng ta sử dụng các loại linh vật cũng như là pháp khí cũng như loại đá thạch anh để mang yếu tố là chấn trạch cho vững long khí, đúng không ạ? Rồi là tiến hành là sao cho nó tăng cường cái vận khí của đất, đúng không ạ? Phù long ấm chủ cũng như là hóa giải các cái sát khí âm khí và giảm thiểu các cái tối đa của các ảnh hưởng của các công trình xung quanh nếu như họ xây dựng, đúng không ạ? Thì phương án chấn trạch cũng được thể hiện rất rõ ở đây. Thì phần phương án vận chấn trạch này và các vật phẩm cũng như nghi thức lễ chấn trạch như thế nào, hay là chúng ta cũng có thể tiến hành bồi hoàn long mạch ở cái thời điểm này, thì đội ngũ trợ lý cũng sẽ liên hệ và tư vấn đến các cô chú chị một cách kỹ càng nhất nha, để chúng ta thực hiện cái việc chấn trạch nó trở nên là hoàn hảo nhất, bổ khí và ấm lòng trong gia đình mình. Sang phần tiếp theo là cái hạng mục liên quan đến mặt bằng cấp thoát nước. Mặt bằng cấp thoát nước cũng sẽ thể hiện cái yếu tố là vị trí bể phốt và bể nước đặt ở đâu. Bể nước thì chúng ta sẽ có nước vào, đúng không ạ, để cấp nước, và bể phốt thì sẽ có đường nước ra để mà thoát nước, thì cũng sẽ được thể hiện rất rõ ở trong cái mặt bằng này, đúng không ạ? Để tránh cái việc là vợ chồng cứ cãi nhau ỏm tỏi thôi vì cái việc mà không biết bể phốt đặt đâu. Đấy, người này thì khuyên đặt đây, ông hàng xóm thì khuyên đặt đây, ông thầy cúng thì khuyên đặt đây, không biết đặt ở đâu. Do đó là không cần phải nghe ai hết, đúng không ạ? Nghe theo ý kiến của chuyên gia. Nếu như chúng ta không phải là chuyên gia trong hạng mục đó, đúng không ạ? Chúng ta hãy nghe theo sự tư vấn của chuyên gia. Và trong bộ hồ sơ này thì cũng sẽ được thể hiện rất rõ về yếu tố bể nước, bể phốt đặt ở đâu và đi ra đi vào như thế nào nha. Thì chúng ta sẽ thử như thế. Lưu tâm là chúng ta sẽ sử dụng thêm đá thạch anh vụn để mà trải nền cho cái bể phốt để hóa giải cái âm khí và tăng cường yếu tố của chấn trạch nha. Các cái hạng mục tiếp nữa đó là các hạng mục về công năng mặt bằng của từng tầng một, đúng không ạ? Vì cái nhà này đó, các cô chú chị thấy rằng là ngôi nhà này thì có cái mặt tiền khá là rộng, đúng không ạ? Chúng ta phải chia ra làm hai cái nhà luôn. Đấy, một ngôi nhà này có mặt tiền khoảng 3m8, 30. Đây là kích thước tim tường. Một phần thì một bên là 4m450, đúng không ạ? Vì rằng là gia chủ nhà này ngoài trạch chủ là tuổi Bính Ngọ thì có cậu con trai là Bính Tý, đúng không ạ? Cho nên rằng là anh Yên chắc cũng sẽ xây nhà cho cậu con trai này luôn và giáp bên cạnh nhà của bố. Bởi thế cho nên cậu Bính Tý này cũng sẽ tiến hành là ở một cái phần nhà nào đó trong đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là hai ngôi nhà này đều có phần cầu thang riêng. Ngôi nhà này thì gara ô tô đi vào đây và có cầu thang đi lên, đúng không ạ?
phần bếp sẽ được đặt luôn ở dưới phần này rồi. Và ngôi nhà này thì phần cửa chính, đại môn đi vào đây, phòng khách đi vào đây và cầu thang ở đây, khu vực bếp đây, khu vực nhà vệ sinh ở đây, đúng không ạ? Và phần hai ngôi nhà này thì đều có tường ngăn riêng, tường 20 ngăn rất rõ ở đây, và có phần cửa lách để di chuyển thông quan cho hai nhà, đúng không ạ? Và có hai cầu thang chứng tỏ là hai nhà này là dành cho hai gia chủ độc lập rồi. Và ở đây chúng ta có thể thấy ngay đó là gia chủ Bính Ngọ và gia chủ Bính Tý, đúng không ạ? Ông bố và ông con nha. Tiếp theo cùng cái phần liên quan đến hạng mục mặt bằng công năng này thì sẽ được thể hiện ngay rất là tuyệt vời. Đó là một cái sự trải nghiệm rất mới đối với bộ hồ sơ của cô chú anh chị, đó là phần mô phỏng về cái nội thất trong cái mặt bằng này, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái mặt bằng tầng 1 ở đây được thể hiện ở cái mặt bằng công năng như này. Vậy thì 3D dựng lên, tức là thi công xong mà nhìn bóc mái ra thì chúng ta sẽ thấy ngay cái nội thất bên trong nhà này được thể hiện như thế nào, đúng không ạ? Ô tô đi vào đây, tất cả các kích thước này được thể hiện đều đúng tỷ lệ, do đó rằng là chúng ta sẽ thấy rất rõ về cái việc ngôi nhà này được đặt để các công năng như thế nào nha. Đây là phần bên không gian bên phòng khách, đúng không ạ? Sảnh chính đi vào phòng khách thì sẽ thể hiện rất rõ đây này. Đây sảnh chính này, cửa này, đi vào phòng khách này, cầu thang lối đi lên như thế nào này. Ở đây sẽ có một cái tủ đặt ở dưới cầu thang này. Tiếp theo đi vào phòng bếp này, bàn ăn này. Bàn ăn có 8 chỗ ngồi, thì một chiếc bàn dài đây này, bếp và bồn rửa đây này. Đấy, thậm chí trong phòng ăn này còn đặt một cái tivi nữa để mọi người cùng ăn uống và được thưởng ngoạn các cái chương trình ở trên tivi. Đi theo nữa đây sẽ nhà vệ sinh đặt cuối này. Phần phía bên nhà này gara ô tô, đúng không ạ? Đấy chắc là hai xe của hai bố con rồi. Đi vào đây sẽ là cầu thang đi lên nha. Cầu thang này thì cầu thang cũng khá rộng. Đấy, hoàn toàn chiếm hết một cái gian ở đây, rất là rộng, rất là thoáng để chúng ta lấy được cái yếu tố về giếng trời, lấy được ánh sáng và khí trời ở đây, đúng không ạ? Đi vào nữa là có phần cửa, đúng không ạ? Chúng ta thấy cửa đi vào bếp đây này. Ở đây là do cái tường che mất rồi, thì cửa đi vào bếp ở đây là không gian bếp nha. Thì được thể hiện rất rõ về cái việc phối cảnh như thế này, và có phối cảnh này thợ nhìn một cái là hoàn toàn có thể là hình dung được ngôi nhà xây lên như thế nào, và các cô chú chị cũng hoàn toàn là hình dung được ngôi nhà mình xây lên như thế nào. Thậm chí là tranh treo ở trong ngôi nhà này có treo vị trí nào cũng được thể hiện rất rõ luôn, quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì căn cứ vào đây thì hoàn toàn chúng ta tự tin làm nhà được rồi. Đây là một trong những cái phần trải nghiệm rất lớn liên quan đến phần kiến trúc mà đã được bổ sung trong cái hồ sơ phong thủy của phong thủy Thái Nguyên. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta sang cái phần liên quan tiếp theo, đó là các phương án sử dụng vật phẩm phong thủy đối với mặt bằng công năng tầng 1. Ngoài cái việc chúng ta hài hòa giữa yếu tố về kiến trúc và phong thủy thì chúng ta để sao hài hòa nhất thì sẽ khó mà có thể là cân đối và hoàn hảo 100%, do đó rằng là chúng ta vẫn cần có những cái vật phẩm phong thủy để mang yếu tố là chế sát cũng như là tăng cường thêm yếu tố hòa hợp và kích thêm yếu tố tài lộc cho gia đình rất là tốt. Ví dụ chẳng hạn ngôi nhà nào thì nhà vệ sinh cũng đều là nơi mà tiếp xúc với âm khí và địa khí và sản sinh ra uế khí âm khí, đúng không ạ? Do đó rằng là với việc bế khí đối với nhà vệ sinh là rất quan trọng, để hóa giải cái âm khí đó thì chúng ta sử dụng các cái vật phẩm như là bảo bình thủy để hút hóa giải nhà vệ sinh, hoặc là ba cái đồng hoa mai để chúng ta tiến hành là hóa giải cái khí của nhà vệ sinh thoát ra. Hình ảnh vật phẩm thì các cô chú chị cũng thể nhìn thấy trên màn hình, chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ? Rồi là phòng khách thì chúng ta đặt một cái quả cầu đá thạch anh vàng, đúng không ạ? Để mang yếu tố là thâu thu cái vượng khí của ngôi nhà, do rằng là cái ngôi nhà này hướng tây nam, đúng không ạ? Mà ngũ hành của tây nam thuộc thổ, mà tọa đông bắc thì tọa đông bắc cũng hành thuộc thổ, do đó chúng ta thâu cái khí của thổ đối với phòng khách của ngôi nhà, chúng ta sử dụng cầu đá thạch anh vàng để thâu thu cái vượng khí thì rất là tốt, vững lòng, đúng không ạ? Vượng khí. Rồi chúng ta sang cái phần mặt bằng công năng của tiếp theo, nó mặt bằng công năng tầng lửng. Tầng lửng của ngôi nhà này đó chúng ta sẽ thấy ngay là có mặt bằng công năng tầng lửng là cái phòng khách được đặt ở phía bên không gian nhà này, đúng không ạ? Tức là gara ô tô đi vào cầu thang đi lên sẽ có tầng lửng ở đây, và đi ra đây sẽ có cái ban công, đúng không ạ? Rồi phối cảnh của tầng lửng như thế nào, nó sẽ được thể hiện ở đây này, đúng không ạ? Và cái nhà này đồng thời rằng là sẽ thông tầng cái nhà của phía bên này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ thông tầng dâng cao luôn cùng với cái nhà bên cạnh này, bởi vì cùng cái cốt mà, cùng cốt sàn đó, chúng ta thấy cái nhà bên này thì cái không gian nó rất là cao, nó rất là mát thoáng như ngôi nhà, đúng không ạ? Và chúng ta cảm giác đón được rất nhiều cái yếu tố về sinh khí, ngôi nhà rất là thoáng đãng, đúng không ạ? Đón được rất nhiều cái yếu tố về ánh sáng và gió. Rồi ngôi nhà này thì cái không gian phòng khách là đặt ngay ở trên cái không gian bên dưới là bếp, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhờ nó vừa tối ưu được không gian diện tích mà tạo ra được cái không gian rất là ấm cúng ở đây, đúng không ạ? Thì chắc là không gian này sẽ dành cho không gian của cậu Bính Tý này rồi, vợ chồng trẻ này, đúng không ạ?
Rồi, tiếp theo, cái phần hướng dẫn về cái sử dụng mặt bằng phòng vật phẩm phong thủy cho cái không gian của cái phòng khách này. Phòng khách là cái nơi chúng ta tiếp khách đúng không ạ, nhộn nhịp và đón nhận những cái vị khách quý đúng không ạ, mang lại cái quý nhân cũng như các khí tương trợ. Do đó ở đây chúng ta đặt một cái bình lông công 30 cành ở đây để mang yếu tố là tăng thêm cái quý nhân và tăng thêm hòa hợp cho gia đình thì rất là tốt. Đó, về hình ảnh vật phẩm bình lông công thì cũng được thể hiện trên màn hình các cô chú chị xem qua. Tiếp theo liên quan đến cái mặt bằng công năng tầng 2, sau tầng lửng sẽ là tầng 2. Tầng 2 sẽ là cái cốt sàn của cả cái nhà ông bố và ông con thì cũng sẽ đều là cùng nhau luôn. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là vẫn có cái cửa lách, cửa trượt để mà giao thông giữa hai cái ngôi nhà đúng không ạ? Phần công năng tầng 2 chúng ta sẽ thấy là có phần khối công năng của bên nhà bố thì sẽ có phòng ngủ chính, phòng ngủ master này. Đấy, phòng ngủ của một người con chắc là trưởng nữ tân tị nha. Đấy. Còn đâu bên nhà của cậu Bính Tý này thì chắc là sẽ có hai phòng ngủ hai bên này đúng không ạ, nhà vệ sinh ở đây và có vách tắm kính riêng ra. Đó, phần cầu thang đều lấy được cái yếu tố giếng trời rất là thoáng đãng đúng không ạ. Rồi các cô chú chị chúng ta cũng lưu tâm rằng là cái việc đặt giường ngủ ở đâu nó căn cứ rất nhiều xoay quanh các cái yếu tố về công năng xung quanh của ngôi nhà cũng như là yếu tố về khí khẩu của cửa phòng ngủ đi vào như thế nào để chúng ta kê được cái giường sao cho hợp lý, cũng bỏ qua tất cả những cái khái niệm liên quan đến việc đó là tuổi tôi là đông tứ trạch, tuổi tôi là tây tứ trạch, tôi phải xoay giường hướng này cho sinh khí diên niên, cho nên là xoay tứ lung tung cả, rất là vớ vẩn, rất là sai cái nguyên tắc liên quan đến phong thủy khoa học. Do đó rằng là chúng ta cần phải lưu tâm với việc đặt cái giường ngủ ở đây thì phong thủy Thái Nguyên đã tính toán rất kỹ rồi, xoay quanh cái việc đó là tọa hướng của ngôi nhà như thế nào, các công năng xung quanh ngôi nhà như thế nào và đầu giường ngủ như nào đúng không ạ? Ví dụ chúng ta có thể thấy ngay một cái lý thuyết rất rõ, ví dụ nhà vệ sinh đặt đây thì không thể nào đầu giường ngủ nó cắm ở đây được đúng không ạ? Kể cả tuổi ông có sinh khí có diên niên thế nào chăng nữa thì không ai người ta cắm cái đầu giường ngủ vào đây đúng không ạ? Đấy, do đó rằng là cái việc bố trí giường ngủ nhà đều được tính toán rất là kỹ lưỡng nha. Thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Phối cảnh của cái tầng 2 được thể hiện rất rõ ở phần này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cầu thang đi lên như nào, cửa phòng ngủ đi ra làm sao? Đó, đầu giường ngủ thế nào, tủ quần áo đặt đâu được thể hiện vô cùng chi tiết ở đây đúng không ạ? Cái việc từng cái gối đến cái việc là cái chăn như thế nào, bàn học, bàn làm việc, tủ quần áo, táp đầu giường được thể hiện vô cùng rõ ở đây. Thì căn cứ ở đây thợ chắc chắn tin tưởng tuyệt đối, Đức Trung tin tưởng tuyệt đối là thợ thi công nhìn vào thi công rất dễ luôn. Và căn cứ vào cái mặt bằng công năng và cái phần phối cảnh này là hoàn toàn thợ làm nhà được. Đấy, còn lại để mà chi tiết hơn liên quan kết cấu kiến trúc thì các cô chú chị triển khai cái bộ hồ sơ về kết cấu kiến trúc của ngôi nhà. Đấy, vật phẩm sử dụng trong cái phương án về phòng ngủ tầng 2, chúng ta sẽ thấy là ngay bây giờ câu chuyện là tôi ngủ phòng này thì tôi sơn màu gì đúng không ạ? Đây thì sơn màu của ông đây đúng không ạ? Đấy, thì các cái màu sơn được thể hiện rất rõ ở cái phòng ngủ này, căn cứ vào cái năm tháng ngày và giờ sinh của gia đình và căn cứ vào cái yếu tố về hỷ dụng thần. Đấy, tìm ra được ngũ hành khuyết thiếu bổ vào đúng không ạ? Thì căn cứ ra cái màu sơn của phòng ngủ cũng như là màu chăn ga gối đệm nha. Nhà vệ sinh thì vẫn sử dụng các cái vật phẩm là bảo bình thủy và ba đồng hoa mai để hóa giải nha. Đó, thì phòng của cậu của bạn nhỏ Tân Tị này là đặt một cái tháp văn xương Việt để kích yếu tố học hành đúng không ạ? Vợ chồng thì phòng ngủ cần là yếu tố hòa hợp của vợ chồng thì sẽ treo cái hồ lô hòa hợp ở đây. Đó, các cái phần không gian ban công khác thì cũng được thể hiện rất rõ đây. Ở đây hình như có cái máy giặt này đúng không ạ? Thì sẽ được thể hiện rất rõ ở cái phần hồ sơ này rồi. Rồi, chúng ta sang cái phần tiếp theo. Đó là mặt bằng công năng tầng 3, đúng không ạ? Mặt bằng công năng tầng 3. Đấy. Vì thành viên gia đình này thì cũng khá là ít, do đó mặt bằng công năng tầng 3 chúng ta sẽ thấy có thêm một cái phòng ngủ nữa. Khả năng phòng ngủ này sẽ dành cho khách. Đấy, ở đây có một cái phòng để đồ đúng không ạ? Và phòng để đồ này ngoài ra về sau nếu mà khách hứa nhiều hoặc thành viên gia tăng chúng ta có thể biến tấu nó thành một phòng ngủ nữa. Đây là phòng thờ. Đấy, và đây là phòng karaoke đúng không ạ? Phòng giải trí. Thành viên không có nhiều do đó chúng ta lại có thêm một không gian để mà giải trí chung của cả nhà. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, phần lưu thông của hai cái phần nhà này vẫn được thông qua một cửa lách để bố con và các gia đình thành viên có thể đi sang nhà nhau đúng không ạ? Rồi, phối cảnh của phần đấy đây. Phối cảnh của phần công năng tầng 3, phòng thờ ở đây, tọa hướng của ban thờ đặt ở đây đúng không ạ? Chúng ta thấy là có hai cái lục bình trang trí đây rất là rõ. Rồi, phòng để đồ, các cái loại giá kệ tủ để đồ đây đúng không ạ? Về sau phòng này cũng có thể kê giường vào để thành một phòng ngủ nữa đúng không ạ? Rồi, cái phần bồn rửa đặt ở đây, tét nước đặt ở đây nha. Đấy, phòng ngủ dành cho khách cũng có thể là đặt ở đây. Về việc đầu giường ngủ, táp đầu giường như thế nào thì rất rõ. Phòng karaoke cũng sẽ ở đây. Đó, quá là chi tiết, quá là đẹp đúng không ạ? Rồi, phần công năng của vật phẩm phong thủy tầng 3 đúng không ạ? Và nhà vệ sinh chúng ta vẫn sử dụng các vật phẩm để trấn yểm liên quan đến uế khí đúng không ạ? Phòng thờ thì chúng ta chỉ sử dụng một cái sâu tiền ngũ phúc hoa mai treo phần cửa đi ra ban công để mang yếu tố kích phúc cho cái phòng thờ để tăng phúc trong ngôi nhà đúng không ạ? Ngoài việc chúng ta sử dụng các vật phẩm để tăng tài rồi thì chúng ta sử dụng các vật phẩm để tăng phúc nữa thì chúng ta sử dụng phụng ngũ phúc hoa mai thì chúng ta treo tại cái phòng thờ này. Vật phẩm phong thủy ngũ phúc hoa mai hình ảnh cô chú xem ở trên màn hình video chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh như thế nào nhé.
Rồi, mặt bằng công năng tầng mái đúng không ạ? Đấy, đây là hai cái phần giếng trời đúng không ạ? Đặt cái panorama đây để lấy ánh sáng đúng không ạ? Rồi, phần thu gió cũng như là tét nước và cái phần đặt cái bình năng lượng mặt trời ở đâu để thể hiện rất rõ trên mặt bằng mái. Rồi, sang cái phần trang tiếp theo đó là trang liên quan đến mặt bằng bố trí ban thờ gia tiên đúng không ạ? Cái phần bố trí ban thờ gia tiên theo cái lối ngũ sự ở đây tức là bao gồm có đỉnh đồng, hạc, chân đèn, chân nến đúng không ạ? Và ba bát nhang của gia tiên thần linh ở bà cô tổ thì đặt như thế nào thì được thể hiện rất rõ trên cái đồ hình này đúng không ạ? Ngoài ra một phần trải nghiệm rất tuyệt vời nữa là Phong Thủy Nguyên đã tính toán luôn phần kích thước của ban thờ. Phân tích thước của ban thờ đúng không ạ? Kể cả ban thờ treo hay ban thờ đặt thì đều thể hiện rất rõ ở đây đúng không ạ? Đấy, đối với ban thờ đặt thì bao gồm có chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Ví dụ đúng không ạ? Được thể hiện rất cụ thể ở đây. Và các kích thước này theo thước lỗ ban âm phần nha. Chúng ta sử dụng thước lỗ ban chúng ta biết là nó có 3 loại thước lỗ ban đúng không ạ? Dương trạch, âm phần và dương và thông thủy đúng không ạ? Thước lỗ ban âm phần chúng ta sử dụng để đo các kích thước liên quan đến ban thờ tự này thì được thể hiện rất rõ ở đây này. Đây kích thước mm nha. Đấy. Chúng ta sử dụng cái phần thước đo để chúng ta hoặc chúng ta lấy căn cứ này chúng ta đặt hàng với thợ mộc để mà chế tác lên cái ban thờ của gia đình mình tùy theo cái thẩm mỹ. Tuy nhiên kích thước sẽ được khuyến nghị ở trong cái bảng này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thấy ngay áp dụng cho cả ban thờ treo, ban thờ đặt. Đấy, và tùy theo cái không gian của ngôi nhà cô chú anh chị có rộng rãi để chúng ta thờ tự theo lối ngũ sự hay là tam sự nha. Đấy, thờ một bát hay ba bát thì này tùy theo cái phần mong muốn của cô chú anh chị. Ngoài ra cũng sẽ được sự tư vấn thêm của đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên. Thì các cô chú anh chị vui lòng liên hệ đến cái số điện thoại mà đội ngũ trợ lý vẫn thường xuyên liên lạc với các cô chú anh chị ạ, thì chúng ta có được tư vấn kỹ càng hơn. Trang tiếp theo đó là trang liên quan hạng mục xem ngày và hạng mục xem tuổi đúng không ạ? Xem ngày ở đây đó, trong quá trình làm nhà chúng ta chắc chắn sẽ có các cái giai đoạn. Các giai đoạn này chúng ta đều có 5 tháng ngày giờ để thực hiện và phần hướng dẫn nghi thức nghi lễ để thực hiện đúng không ạ? Thì đối với bộ hồ sơ phong thủy thì triển khai cái ngày giờ đầu tiên đó liên quan đến ngày động thổ thì đều được Phong Thủy Thái Nguyên xem cụ thể ở đây rồi. Ngày dương lịch và ngày âm lịch đều thể hiện rất rõ liên quan đến 5 tháng ngày và giờ luôn. Giật lại ngày động thổ chúng ta có ngày phá dỡ dọn dẹp đúng không ạ? Tức là ngày chúng ta phá dỡ cái nhà cũ hoặc chúng ta dọn dẹp mặt bằng đối với cái thửa đất chúng ta. Nếu như có cây cỏ hoặc là cây lớn thì chúng ta tiến hành phạt mộc và dọn dẹp vào ngày này đúng không ạ? Sau đến ngày động thổ xong thì chúng ta tiến hành trấn trạch. Theo cái bộ trấn trạch mà Đức Trung có hướng dẫn ở cái phần trước đó đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ sử dụng cái phần trấn trạch và chúng ta cũng hoàn long mạch ở cái giai đoạn này luôn nhé. Chúng ta sử dụng cái bộ hoàn long được hiển thị trên cái màn hình của các cô chú chị, chúng ta sẽ tiến hành là hoàn long ở cái phần này luôn nha. Bộ trấn trạch chúng ta tiến hành là trấn trạch theo cái mặt bằng vừa rồi và hoàn long luôn ở cái thời điểm này. Xem tuổi tức là cái tuổi liên quan đến tính toán là cái tuổi hợp đối với người trạch chủ, tuổi bính ngọ đúng không ạ? Đúng không ạ? Bính thì lấy lộc ở tỵ, do đó rằng là phương tài lộc cũng nằm ở phương đông nam là phương tỵ luôn đúng không ạ? Rồi kết hợp tuổi làm ăn, tuổi hợp làm ăn này chúng ta căn cứ theo cái yếu tố về thần sát của bát tự tứ trụ đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là bính thì lấy lộc ở tỵ, do đó tuổi thiên lộc là tuổi tỵ đúng không ạ? Rồi là bính thì có quý nhân là dậu và hợi, do đó rằng là chúng ta sẽ lựa chọn các cái tuổi dậu tuổi hợi làm quý nhân cho mình đúng không ạ? Bính tân thì hợp hóa, do đó rằng là lựa chọn những người có thiên can tân để mà kết hợp đối với người thiên can bính thì nó rất là tốt. Tam hợp thì tuổi ngọ thì tam hợp với tuổi dần và tuất, do đó chúng ta có bộ tam hợp dần và tuất đúng không ạ? Ngọ mùi thì nhị hợp, do đó chúng ta có tuổi nhị hợp là tuổi mùi đúng không ạ? Bản mệnh của tuổi này là thiên hà thủy nha. Đấy, do đó chúng ta cũng sẽ nắm được cái nạp âm bản mệnh của tuổi này. Chứ không phải là theo cung phi rồi cung mệnh rồi tuổi này là cung càn cung chấn rồi là mệnh này mệnh kia theo bát trạch minh cảnh Phong Thủy Thái Nguyên không bao giờ sử dụng, do đó rằng là các cô chú anh chị chúng ta lưu tâm để bóc tách được kiến thức của hai cái phần hạng mục này đúng không ạ? Phong Thủy Thái Nguyên không bao giờ sử dụng những kiến thức của bát trạch minh cảnh, do đó rằng không có tuổi nào họa hại tuyệt mệnh ngũ quỷ, không có khảm này khảm kia cung này cung kia gì cả, do đó tuyệt đối Phong Thủy Nguyên không bao giờ sử dụng những kiến thức của bát trạch minh cảnh. Bởi thế cho nên các cô chú anh chị cũng chú ý để mà ứng dụng phong thủy một cách phong thủy chính tông và phong thủy cao cấp một cách minh bạch rõ ràng hơn nha. Rồi các cái thông tin còn lại của đơn vị Phong Thủy Thái Nguyên chúng tôi thông qua cái việc là phần lưu ý đất đai vật phẩm phong thủy như thế nào và các thông tin liên hệ và các cái bộ hồ sơ khác trong việc triển khai phong thủy cho triển khai thi công cho ngôi nhà thì các cô chú chị cũng có thể là lưu tâm thêm các bộ hồ sơ này đúng không ạ? Ngoài cái hồ sơ phong thủy chúng ta còn có hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở để đi xin cấp phép xây dựng đúng không ạ? Chúng ta có 3D kiến trúc ngoại thất để cái việc nhìn thấy cái ngôi nhà sau khi xây dựng xong thì nó ra cái phối cảnh như thế nào. Đấy, ngoài ra các cái yếu tố kiến trúc khác thiết kế kiến trúc để mà thi công sao cho chi tiết từ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết thang, chi tiết vệ sinh, chi tiết ngoại thất, nội thất như thế nào đúng không ạ? Ngoài ra các phần thiết kế khác như thiết kế kết cấu để chúng ta biết là kết cấu móng thực hiện ra làm sao, cấp điện, cấp nước, đường nước điện ở trong nhà như thế nào, thống kê dự toán vật tư. Chúng ta gọi bộ hồ sơ này gọi là bộ hồ sơ thiết kế thi công
bố sẽ thiết kế thi công để chúng ta xây dựng lên cái ngôi nhà. Ngoài ra sau khi thi công xong thì chúng ta sẽ có phần thiết kế nội thất, đúng không ạ? Thi công nội thất bao gồm thiết kế nội thất, thi công nội thất và thiết kế thi công phòng thờ, không gian thờ, để những cái dịch vụ thêm của Phong Thủy Thái Nguyên. Các cô chú chị cũng có thể là căn cứ tùy theo cái năng lực tài chính của mình để có thể lựa chọn các cái dịch vụ này nữa, để làm sao ngôi nhà chúng ta nó vừa tốt về thẩm mỹ, tốt về khoa học, cũng như là mang yếu tố về hài hòa. Tất cả mọi thứ được tính toán rất kỹ dựa trên góc độ của các chuyên gia. Và tại Phong Thủy Thái Nguyên thì các cô chú chị vui lòng yên tâm vào cái học thuật cũng như những kiến thức của thầy Thái Nguyên, cũng như là đội ngũ kiến trúc sư của Phong Thủy Tam Nguyên, đúng không ạ? Và phần cuối cùng là phần trang thông tin của Phong Thủy Tam Nguyên, cũng như là phần cấu trúc chúc quý khách toàn gia thịnh vượng, đúng không ạ? Và trên đây là cái phần hướng dẫn review cũng như là sâu ra cho các cô chú chị một cái sự kỹ lưỡng nhất liên quan đến một cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy với cái hạng mục đó là nhà ở đây đang mang tính chất đó là nhà phố mà mặt tiền khá rộng và được bóc tách ra làm hai nhà cho gia chủ, đó là người bố sinh năm Bính Ngọ 66 và người con sinh năm Bính Tý là 96, đúng không ạ? Các cô chú chị chúng ta vui lòng xem lại video để mà nắm được từng hạng mục chi tiết trong bộ hồ sơ này, và để mà tư vấn một cách kỹ càng thì các cô chú chị cũng có thể gọi điện đến cái thông tin liên hệ của Phong Thủy Thái Nguyên thông qua đây nha. Tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng chúng tôi đều có các trụ sở. Tại Hà Nội tại phòng 809 tòa nhà 34T đường Hòa Đạo Thúy, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh các cô chú chị cũng có thể ghé đến 778/5 đường Nguyễn Kiệm ở phường 4 quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, gần đến chỗ vòng xuyến đường Phạm Văn Đồng. Tại thành phố Đà Nẵng chúng ta có trụ sở tại tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB ở số 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những cái địa điểm có view rất đẹp, nhìn ra cả cầu sông Hàn và cầu Rồng luôn, rất tuyệt vời. Các cô chú chị có thời gian thì vui lòng ghé qua văn phòng ở Đà Nẵng để cùng uống trà, tham quan các vật phẩm cũng như là trải nghiệm thêm về cái bộ hồ sơ của Phong Thủy Thái Nguyên. Ngoài ra gọi điện đến số 1900292 bấm nhánh số 2 để được tư vấn một cách kỹ càng, hoặc có thể gửi email đến email là tuvan@phongthuythainguyen.com. Tất cả các hạng mục của bộ hồ sơ này, từng hạng mục một đều được diễn giải cụ thể trong cái phần website phongthuyvuong.com, đúng không ạ? phongthuythainguyen.com và thuviệnphongthuy.vn. Thì các cô chú chị cũng có thể là tham khảo thêm các cái website của Phong Thủy Thái Nguyên để mà nắm được cái các kênh truyền thông của Phong Thủy Thái Nguyên thông qua các dịch vụ và vật phẩm, để được lựa chọn những cái vật phẩm và dịch vụ một cách tốt nhất, tránh cái việc các cô chú anh chị bị những đối thủ xấu của Phong Thủy Thái Nguyên mang cái yếu tố là bắt chước, sao chép, nhái lại những cái vật phẩm cũng nhái lại thương hiệu của Phong Thủy Thái Nguyên, thì tránh cái việc các cô chú anh chị lại hiểu lầm và bị các đối thủ xấu của Phong Thủy Thái Nguyên lợi dụng, cũng như là cài cắm những cái thông tin sai lệch vào đấy, thì khiến các cô chú anh chị sử dụng những cái sản phẩm sai chất lượng, đúng không ạ? Rất nhiều các cô chú anh chị bị các đối thủ xấu của Phong Thủy Thái Nguyên truyền thông cũng như là liên hệ cũng như là tư vấn để mà trèo kéo, rồi là đưa các sản phẩm kém chất lượng vào. Và sau khi mà qua quá trình mà các cô chú anh chị tiếp xúc lại Phong Thủy Thái Nguyên và nhờ Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn, thì mới thấy rằng là các cái bộ các cái sản phẩm các cô chú anh chị nhận được nó không phải cái sản phẩm của Phong Thủy Thái Nguyên, mà thông qua một số đơn vị nhái lại những cái chất xám và nhái lại những cái kiến thức cũng như là những cái bộ hồ sơ của Phong Thủy Thái Nguyên, mà dẫn đến cái việc sai lệch thông tin, mà Phong Thủy Thái Nguyên lại quay ra lại tư vấn lại, hướng dẫn lại các cô chú anh chị, thì có lẽ là rất mất thời gian. Do đó rằng chúng ta tiếp cận đúng với lại kênh thông tin truyền thông của Phong Thủy Thái Nguyên thông qua các hotline, email cũng như là các cái số điện thoại duy nhất một Tam Nguyên, một website cũng như là một thông tin duy nhất, thì chúng ta có cái cơ hội kết hợp được với đơn vị chuyên gia và được hỗ trợ cách tốt nhất. Đức Trung xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những cái hạng mục hồ sơ tiếp theo. Xin cảm ơn.